4 độ C như đêm ngày hôm qua mới đến đây. Và mình đã hiểu, khi mình đến đây mình đã hiểu là tại sao đây là xứ sở mà có cho ra đời rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn. Bởi vì ngay cái rét mà đáng lẽ là con người họ đã phải lạnh lẽo hơn, tuy nhiên là càng lạnh họ lại càng siết gần nhau hơn. Và lạnh của Hàn Quốc thì rất là lãng mạn các bạn ạ. Và mình tin chắc rằng nếu như các bạn có mặt ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm nhận được không khí rất là tuyệt vời này. Và chắc chắn rất là ao ước khi mà có một người nào là đồng đội của mình, là người thân của mình, đặc biệt là người thân yêu của mình có thể đến được đây. Và chúc cho tất cả các bạn đều có mặt trong những chuyến đi tuyệt vời nhất của FOV. Hẹn gặp lại các bạn.